Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em ơi. Và lần hôm nay thì Khải lên đảo con nghe 10 trong bang. Và cái này là con nghe 10 búp của bang em ơi. Lúc này thì Khải có mang đó là bao tay, ngọc bội và cây vũ khí. Đó là nó không có bằng ba món mới anh em. Anh em biết chứ, cái gì Ikawada gì đó biết mà, nghe 10 kiếm nó biết mà. Ngày nào quýnh nhau 1-2 giờ sáng. Đó, lúc đầu là mang kiểu bao tay 24, ngọc bội 19, rồi một cây vũ khí kháng lôi 17. Cái này chắc là cũng lấy ra là cho anh em trong bang phụ cho anh em nghe 10 sau. Rồi bây giờ Khải sẽ tăng trang thêm đó là bao tay kháng lôi 30, ngọc bội kháng lôi 28 và vũ khí kháng lôi 22 nè. Đó. Rồi, thử vô xem thằng kháng lôi thì có lên được 75+5 không? Lên được 75+5 là ngon. Lúc này thì chỉ được 75+4 thôi nè. Lúc nãy được 75+4. Ok, Sơn Quang sao bạn ơi? Ôi, 75+6. Long. Nghe. 75+6, ôi trời ơi nha. Rồi xong, đậu quá trâu như con bò luôn. Chỉ mong lên 75+5 thôi mà dư điểm quá nơi lên 75+6 luôn. Rồi xong, đậu nghe 10 này thực sự nô một trong bang luôn. Đừng nói mà chết. Giờ ai muốn thấy chết. Lúc nãy đi giao tranh, đúng rồi, lúc nãy đi giao tranh là 75+4 là thiệt sự không chết luôn em. Hãy đánh bại quả là không chết phát nào luôn em, với hiệu ứng là 85 chậm đấy, xem lại đi. 85 chậm phòng thủ này Long, thấy không? 85 chậm kháng lôi 75+6 đó. Kháng quả 75 luôn đó, cho không phải rồi. Nên xem tổng quan set đồ đó. Đó, set đồ này thì chỉ được 75+4 thôi. Thêm cái vũ khí để thêm cái ngọc bọn thôi mà lên chú đóm. Thêm cái bao tay 6%, thêm ngọc bội 9% là 15%, thêm cái vũ khí 5% nữa là thêm được 20% nữa. Với lại chắc là số dư hẳn dư ít nữa, lên 15+6 luôn nè. Vãi chưởng. Quay vô phòng thủ 74. Đây, phòng thủ này 12 kèm với 10 là 22, kèm với giá truyền này 8 là phòng thủ được cộng thêm 30 năm, thực sự nó quá trâu em ơi. Phòng thủ thêm được 30, ngang bằng cái nón định quốc cực phẩm 30 nè. Đó, trâu vô, nghe 10 thực sự vô đói. Giờ đang chịu không chết nữa, thực sự. Cho phải rồi. Cái này á, lúc mà nhồi đội hình mà vô ôm đội hình á, đứng trong đó mà nhồi. Đúng rồi, em đứng không chết mà, em đứng không bao giờ chết luôn á. Chiều em đánh có bao giờ chết đâu, chả chết tuần nào luôn. Trừ khi em bún hết 60 mình máu mới chết thôi. Đó. Ok, quá đẹp anh em, set đồ. Người mi này lên đảo lần này đúng trong bang luôn nè. Đó, hiện tại người mi này là full anh em ơi. Mát kháng tất cả, phụ độ sinh 44%. Đó. Nếu có phi phong thì sẽ vô được 46 kháng tất cả. Đó. Đôi giày thì chưa được đẹp. Đôi giày hôm trước sang ra một đôi giày là tóc 32 kháng lôi 27, anh Tùng xài rồi, nghe 10 chữ anh Tùng xài rồi. Nên là đôi này gọi là tương đối tầm ổn rồi mà, chứ chưa được đẹp lắm. Đó, rồi bóp mát tất cả mát. Rồi chống phái được 15. Thêm 2 tóc nữa. Ok em ơi, cố gắng lên một cấp nữa, sẽ lên được tốc độ đánh 39, đặt móc 39 nè. Đặt móc 39 bóp sẽ nhanh hơn xíu nữa. Thằng này là bóp như cái máy rồi anh em. Anh để em xíu bóp như cái máy luôn á. Bóp ok luôn. Ồ, tầm này mana hay không ổn nha. Hơi thiếu mana nè. Mana cảm giác không ổn nha. Mana là 650 mà không sao. Này bóp cắn mình máu vẫn bóp tốt. Ngủ hon ngọc lộ hòn là bóp tốt nè. Bóp chán luôn, bóp chán nghỉ luôn. Rồi lên mà qua nè, bóp cho anh em xem. Bóp chán nghỉ luôn nè, biết nào mà chết. Nên hồi chiều là em định đưa nghe 10 này cho bên kia cầm, em nghĩ con nghe 10 này em sẽ cầm, nó sẽ bền hơn. Tại vì em muốn là cầm số nó trâu nè, chứ giờ cầm thiếu lâm tầm này nhanh chết quá. Vẫn kỳ hờ cái bang thiên nhận á, rất là nhanh chết. Anh em, xem, đó, bút bị cha gơ luôn, rồi 49 máu, bút bị chắc luôn, nè, bút như liên tục như thế này, mana nè, sợ thiếu mana nè, cánh, đó, đúng không? Búp nhiệt tình luôn đó nha. Phòng thủ lấy thêm một điểm nữa đẹp đúng không? 75 nữa đẹp đúng không? Không. Búp nhiệt tình luôn nè. Rồi, hiện tại Khải đang dư cái dây chuyền kháng cả 13. Mang vô thì Khải nghĩ không biết như thế nào nữa. Tại vì là Khải đang muốn nó kích cái dòng phòng thủ lý chỗ này. Mang 13 lên được 5, mất đi 7 phòng thủ lý. Phòng thủ được 67 nữa mà. Phòng thủ được 67 mà kháng lôi còn có 75+5 mà. Đúng không? Mang dây 13 này, không có kháng lôi á. Thủ lý 67, mất đi 7 điểm. Kháng lôi là mất đi 1% lớn nữa, không ổn, không ổn. Mang dây kháng lôi vẫn nhỉnh hơn. Kháng lôi được 17 vẫn nhỉnh hơn. Nè, mang vô nè. Đó, lên vòng 6. Ui sao. Ok rồi em ơi. Rồi, ok. Mắt sinh khí mà tải lại gì nữa đâu như ngô. Ok rồi đấy. Này, cái set đồ này Khải sẽ có thể build lại cho anh em khác, hoặc là Khải sẽ làm con game mới khác qua set đồ dư này. Dư ngọc bội này, dư bao tay này, dư kiếm này. Rồi ok vậy thôi. Set đồ vậy tương đối vậy thôi. Rồi, ọp mà ngủ anh em ơi, giờ tổng cái ọp ngủ luôn. Ok anh em ơi, và bây giờ thì Khải xin phép ọp video nha. Và anh em xem video đừng quên để lại cho Khải một like ủng hộ chơi anh em ơi. Lần này thì thay đổi con Gaming này quá chắc luôn. Và bây giờ Khải sẽ cho anh em xem sơ đồ con Nam Độc. Khải vừa lên đồ luôn nha, con Nam Độc nha anh em ơi. Vừa rồi là con Gaming chống bang. Đó. Rồi bây giờ Khải sẽ lên cho anh em sau cho anh em con Nam Độc. Đây anh em. Sau khi sau cho anh em xem con Gaming rồi á, giờ con Nam Độc. Nam Độc hiện tại bây giờ đang thiếu nhất kỹ, thiếu càng khôn, hai con có nè. Để cái gì nghiên cứu rồi vứt cho cái. Đây nè. Nam Độc Khải cũng vừa lên một set đồ luôn. Khá là đẹp. Chuẩn vũ khí kim và kèm với những món thủ lý tương đối giống như là một set đường môn em. Set đồ này Nam Độc này y xì một set đường môn luôn, không có gì khác nha. Rồi, một nón thủ lý 19, sinh lực 158 cho Nam Độc bùa. Dàn hàng ok ấy, bao tay phòng thủ lý 19, đó dòng 1 và một đai lưng. Phòng thủ lý 16, sinh lực, đó đa số đồ sinh lực cao nè. Bao tay này thì hơi phèn một tí, chỉ có phòng thủ thôi. Nhẫn làm chậm 30, sinh lực, nội lực nó khá ok luôn. Đó. Và 30 làm chậm từ nhẫn và 30 làm chậm từ áo thì được 60 làm chậm nè, 60 làm chậm. Và nhẫn kháng hỏa sinh lực 131. Rồi giày kháng hỏa 24, tóc 30, khá đẹp. Ngọc bội kháng lôi sinh lực, nội lực. Đó. Một gia truyền kháng ca xấu. Tầm này thì chưa có gia truyền nào đẹp hơn nè, nên là ban tặng. Rồi vũ khí kim sinh lực 133. Được kích nhận kháng họ và là về kháng họ. Đó. Đón Nam Độc nè. Phòng thủ đến được 75 dương, kháng lôi 51 và kháng họ 47. Nếu kèm nghe 10 thì lượng kháng nó sẽ ok đấy. Để Khải cho anh em xem giờ có nghe 10 thì đi hoạt động như thế nào nha. Có thành đông. Rồi. Giờ ví dụ có nghe 10, ok, vô nghe 10 cho anh em xem. Rồi. Nghe 10 Khải đây, đó. Trong băng áo, đó, lượng kháng anh em thấy ok. Lực kháng băng hơi thấp nè, tại vì Khải không có mang áo kháng băng, Khải mang áo làm chậm á. Đó. Em đọc bùa nè, trâu chứ, quá trâu luôn. Này là đi bùa là ok luôn. Đó, anh em xem video ở lần thay đổi những ngày bùa của băng như thế này thì đừng quên đỡ lại cho băng áo lại ủng hộ chơi em ơi. Tại vì cũng hơn 3-4 tháng rồi, mình phải tăng trang cho anh em cầm mặc một cái món đồ, một xích đồ đẹp hơn tí nè. Đó. Rồi, cho anh em trải nghiệm sơ qua các con lôn của Khải. Đây cả Thúy Yên. Đây Thúy Yên may mắn này, may mắn hay đánh boss này, 6, 5, 11 kèm với 25, 25 là 61 kèm với 5 là 66 may mắn. Đó, xếp đường quốc, xếp đường quốc, mát, bao tay mát, cực phẩm, đại lưng tương đối mát, áo 47 vậy. Rồi, con lông đao, đây xếp con lông đao nè, đó cho anh em xem, con đao hiện tại đang sở hữu một set hiệp cốt nè, 40. 50, mắt ộp, nhân 24. Rồi ngọc bồi 3. Rồi bao tay làm chậm, sinh lực cao, nội lực. Và nón phòng thủ lý làm chậm 20. Rồi đai lưng phòng thủ lý làm chậm 20. Đai lưng 133 sinh lực, quá đẹp luôn. Đó hiện tại ba cái này được 80 chậm nha em. Đó, chuẩn bên 80 chậm của con đồng đào. Kèm với một nhẫn chón 40, sinh lực và không hỏi 13. Sinh khí 8, quá ok luôn. Một đôi giày, tóc kháng họ và cho 40 sinh lực. Đó, một cái đao tóc độc sắc kháng lôi. Đó, cái đồ này thì đâu nó đánh tống kim Khẳng nghĩ sẽ đánh được anh em à, sẽ đánh được ok đấy. 80 chọn 80 chậm hiệu ứng tống kim ok. Tại đang 111. Rồi anh em xem video ở lần này thì nói chung dàn xe Khải những ngạc mà đang bơ ca được là như đó nè. Đây bây giờ tiếp tục cho anh em xem một con trong dàn sale Khải luôn, cũng là gọi bơ ca tương đối ổn định ok luôn. Cho anh em xem, và ạc này ít hôm Khải sẽ giao cho người khác cầm, sẽ là một người tương đối là hoạt động tốt về bang, và Khải sẽ giao cho người đó cầm ạc con Thiếu Lâm của Khải. Đây anh em, Thiếu Lâm này sẽ xoa hết tất cả những ạc tầm tương đối cho anh em xem. Đây ạc Thiếu Lâm Khải nè, cấp 109, đang sở hữu một gia truyền, kháng cả 13, kháng hỏa 11 đó. Tân trang mới mua gần như là 4 kim, mấy trăm nghìn. Rồi nón kháng hỏa 19, sức lực lực bao tay kháng lôi 29, ngọc bội kháng hỏa 25 dòng 1, sinh lực cao. Đai lưng kháng hỏa 23, sinh lực cao. Nhẫn trên kháng hỏa chón 12 30, đó đẹp chưa. Rồi đôi giày 17 30, chón kháng hỏa, tóc 35, áo thổ phục hồi 40, sinh lực 142, kháng ban sinh lực nội lực. Nhẫn làm chậm 130, nhẫn 530 và sinh lực nội lực đó, ok luôn đó nè. Một đao tóc sát thương dòng 1 đó. Con này thì đi theo bang hồi trước Khải cầm vẫn cầm sói này, mà thực sự mà đâu mà nói sói Thiếu Lâm với sói Nghe My thì Khải khẳng định một câu là con Nghe My sói đỉnh hơn này, mà Nghe My nó trâu bò hơn nè, cực kỳ trâu luôn. Còn Thiếu Lâm thì không ăn thua. Thiếu Lâm thì rằng kháng họ nó lên được 75 cộng 2, nhưng mà thực sự không ăn thua, không ăn thua khi hoạt động này mà. Rồi ok anh em xem video đừng quên đỡ lại cho dàn xe của Khải Ngáo, như là băng Ngáo. Một số anh em nào đang xem đừng quên đỡ lại, like, chia sẻ, ủng hộ chơi nha. Bây giờ Khải xin phép ở video và làm gia tẩu này mà. Đó, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ nha anh em. Khải hay up clip vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày, cũng như là Khải livestream vào lúc 7 giờ 30 trở đi nha anh em. 7 giờ 30 tối một trở đi là Khải bắt đầu livestream như hoạt động băng Ngáo này nọ cho anh em xem nha. Đừng quên bỏ lỡ những cái trận livestream trên kênh cho vui nha anh em. Rồi.